Em mình xin chào cô chú anh chị và toàn thể quý khán giả thân mến. Hiện tại thì em mình đang có mặt tại con đường đi vào địa trường. Và bể nước ở trên hố chua thì hôm qua bà con đã hoàn thành bể nước rồi. Nên là ngày hôm nay thì em mình sẽ xuống dưới này để đồng hành cùng bà con Nam Hộ ở dưới điểm trường này làm đường ạ. Nên là lúc trước thì bà con lái xe rùa chở đá phiến bên kia được một đống đá to đồng ở đây. Nhưng mà 2-3 ngày vừa rồi thì bà con đã kè hết đoạn này rồi. Theo như chú trả nó là phải kè một đoạn ở đây nữa để mới rộng rãi này. Nên là có một tí ở đây là chưa hoàn thành. Với lại em ỉ cũng nhắc bà con ở đây là bà con sẽ giải đá vào trong con đường để lúc mà đổ thì chỉ biết đổ đi thôi. Nhưng mà bà con bảo là nếu mà giải đá hết vào trong con đường ấy, lúc mà chở xi măng thì cũng rất là khó. Tại vì là bà con phải đổ từ cái điểm trường lên trên này. Nếu mà đổ từ đây xuống dưới điểm trường thì có một đoạn này cũng dốc ấy. Nên là em ỉ sẽ làm theo ý của bà con ở đây. Và bây giờ thì em mình xin mời quý vị thân mến hãy đồng hành cùng em mình đi xuống dưới xem bà con làm ạ. Mấy ngày nay thì trời cũng rất là nắng. Với lại trong thời gian mà em mình đang đi viện ấy thì bà con cũng bận rộn đi bể ngô này và đi chập canh ngô. Nên là hôm qua với lại hôm kia thì bà con mới bắt đầu giải một đoạn đá ở phía dưới này. Đá ở tít trên thì có nhiều nhưng mà phải lấy xe rùa để chở rất là xa về. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em ỉ đứng lên để làm một cầu nối giúp đỡ bà con Nam Hộ ở dưới điểm trường này làm con đường này. Nếu mà em ỉ làm không đúng hoặc là không biết làm ấy, thì em ỉ cũng mong quý khán giả sẽ góp ý và comment ở trong dưới video của em ỉ để em ỉ sẽ giúp kinh nghiệm. Ở đây này, lúc trước họ nổ mì ở phía dưới rung nên là ở đây cũng sạt lở ấy. Bà con cũng sửa hết rồi, kè lại một lượt đá rất là cao. Lúc trước thì chú Trà bảo là nếu mà độ rộng 2 mét á, thì cũng rất là tối bụt đá và xi măng. Nên là bà con quyết định là sẽ đổ 1 mét rưỡi. Nên là bà con đã giải đá hết vào đây rồi. Nên là ở đây thì bà con giải đá đến đâu thì sẽ đổ đến đó. Kiểu như là ở đây này thì bà con sẽ kết cốt pha từ đây thôi. Phía dưới này thì sẽ không đổ nữa. Tại vì là ở dưới này là bà con kè đá thôi, sẽ không chắc. Còn ở trên này thì bà con sẽ kết cốt pha đến đây này. Còn phía trên này thì bà con sẽ đậy lại để làm một cái rãnh thoát nước. Nhưng mà đất ở đây thì đã sạt lở ở trên này xuống dưới. Và hôm nay thì bà con làm ở dưới cái cống trước. Nên là em mình đi xuống dưới này xem thế là bà con làm như thế nào. Đến đây thì nghe thấy tiếng búa của bà con đập đá ở phía dưới. Các cháu ở trường chính thì chưa đi nhưng mà các cháu ở trong thôn thì đã học được 3 ngày rồi. Em mình cũng muốn đồng hành cùng bà con làm co đường thật là nhanh để các cháu và thầy cô giáo sẽ đi lại dễ dàng hơn. Đây là những cái lỗ mà lúc trời mưa to ấy. Đây này. Đây là anh em ở đây lái xe đi. Cái lỗ bánh xe. Bà con đang làm ở phía dưới. Ở đây là bà con
chuẩn bị làm cái cống trước à? Đây là bà con đã chuẩn bị đổ cột rồi. Cháu chào chú ạ. Chú ơi, hôm qua bà con đã chuẩn bị đổ cột rồi à? Chuẩn bị đổ cột xong hôm nay đi mua sát sau về công đây nữa thì để cho chở bụi đá vào nữa thì đùa cái cù này trước. À, bột đá thì bà con mua thôi à? Bà con không nhỉ? Vâng, mua thôi. À, mua thôi á? Vâng. À, nếu mà bà con mua bột đá thôi thì cũng làm nhanh nhỉ? Mà ở trên này có đổ cột không chú? Ở trên này thì nó ở dưới cứ phải có đá chắc rồi. Xong là trộn xi măng kè. Kè mà hai cái dần lên trên này nữa. Với trong thì nó đủ một cái dần ở dưới này ra bên kia nữa. Thì cái cầu thì đủ xong. Nhưng mà chú tính là còn bao nhiêu thân sáp nữa thì mới đủ để làm một cái cầu? 6 thân sáp nữa. 6 thân sáp nữa? Vâng, 6 thân sáp nữa thì đủ. À. Với lại màu yếm là sáp 6 nữa. Có cái gì nữa? Thế thôi. Thế thôi á? Vâng. Cốt pha thì mua cũ, không có tiền thì mua cũ. À, cốt pha mua cũ thì mua ở thị trấn hay là mua ở đâu chú? Mua ở thị trấn. Mua ở thị trấn á? Dạ. À. Thì... nó không có tiền, bao nhiêu tiền thì nó đi mua cũ xong không mất bao nhiêu tiền. Bà con ở đây cũng biết tiết kiệm tiền về các bác ạ. Nên là chú chả cũng lo là không có tiền thì sẽ đi mua cốt pha cũ. Nếu mà mua mới thì mua một tấm ván là 150 rồi. Ở một ván 150 thì là xong cái đường này thì chắc hơn gần 2 triệu rồi. À, vậy thì sẽ đi mua ván cũ về để các làm cốt pha thôi nhỉ? Vâng. Xong là một ít tiền một tí. Vậy thì thân sáp với lại sát 6 thì tí nữa sẽ mua nhá. Vâng. Vâng. Thì hôm nay cháu mua xi măng cho bà con nữa. Nhưng mà phải mua tầm là 40 hoặc là 50 bao trước thôi. Nếu mà mua nhiều thì sợ để lau xi măng hỏng ấy. Mua 50 bao trước. Vâng. Vậy thì tình là sẽ đi mua nhá. Để bà con được làm. Còn xe rùa thì phải mua thêm nữa nhỉ chú nhỉ? Xe rùa mua thêm 2 cái nữa. 2 cái nữa à? Vâng. Ok. Với lại mua một cái bà. Một tấm bạc á? Một bà mà 2 mét hay là 3 mét để cho nó làm một cái láo ở trên này. Là một cái lá trong xi măng á? À. Là một cái lá trong xi măng. Thì tí nữa cháu sẽ đi mua. Vâng. Nhưng mà cái đoạn này lúc trời mưa to nên là nước mưa cũng trôi hết đá. Mưa cứ trôi hết đá ở đây rồi. Nếu mà đổ thì chắc là phải giải đá thêm để mặt bàn nhỉ? Vâng. Còn chỗ chân của chú ấy thì phải làm một cái rãnh thoát nước. Làm một cái rãnh thoát nước cho nó thật thả xuống dưới đấy. Ừ, nếu mà không làm thì sau này nước cũng trà vào trong con đường, sói mòi vào trong chân đường ấy thì con đường sẽ hỏng ấy. Với lại ở đây ấy thì chắc là phải mua một cái ống to về để làm một cái là cống, à, cống làm nhỏ. Và làm cái cống nhỏ trong tầm 30 phân. Để nước sẽ thoát đi thì mới không trà vào trong con đường nhỉ. Nếu mà đổ ấy thì sẽ đổ từ dưới này lên trên hay là đổ từ trên xuống dưới hả chú? Đổ từ dưới này lên trên. Đổ từ dưới này lên trên nhá. Vâng. Nhưng mà thế yếu của cháu thì nếu mà đổ từ trên xuống dưới này ấy thì sẽ không vất vả để chở vật liệu. Cái đấy biết rồi, nếu mà cứ phải khó, làm như thế nào cứ phải khó. Là cái nào cũng khó á. Vâng. Lúc mà chở xi măng hoặc là chở bột đá thì co đường nó đổ được rồi thì sẽ đi lại cũng dễ. Nếu mà chở xi măng với lại chở bột đá từ tích trên xuống dưới này đổ từ dưới này lên trên thì con đường cũng lòng ngoài như thế này thì rất là khó chở. Nếu mà bởi vì sợ lúc mà mưa thì đổ từ trên xuống thì cứ phải khó. Khó á? Không mưa thì đổ từ trên xuống thì không khó, nên sợ lúc mưa thì khó. Thế thì cứ đổ ở dưới này lên, chở từ bố xe ở trên này, mua cái ống bé để mà
10 phanh đủ để đủ ở giữa xuống ở trên xuống. Nếu mà chở bột đá thì phải bảo họ chở đến chỗ cái cây to to đấy à, xong là à, mua ấm để sẽ đổ vào trong ống để bột đá sẽ rơi xuống dưới này á. Vâng. Nhưng mà bà con ở đây đi xin chủ đất chưa? Cái chủ đất đấy chứ phải anh trai mà. À, chủ đất đấy là của anh trai à? Vâng. Thì nếu mà là họ khác ấy, thì phải đi xin nhá, mà không xin sau này mà đi lại nhiều ấy, thì sẽ thành một con đường mòi và hỏng hết cây cỏ voi của người ta. Để trên cho bụi đá ở trên xuống rồi. Vâng, vâng. Để giữa đường thì cầm xe rùa vâng, xuống giữa đấy thôi. Vâng. Để một tí thôi, bởi vì để ngã ba kia thì khó. Và để ngã ba thì cũng xa một tí. Vâng. Thì lúc này chú bảo là bột đá thì bà con mua bột đá. Thì lúc trước cháu đã bảo bà con và chú là đá ở đây thì cũng có nhiều, thì bà con sẽ đi mượn máy nhập bột đá về để nhập bột đá. Nếu mà đá đấy cấm khó, bởi vì máy chạy không được bao nhiêu mất tiền nhiều đấy, thì đi mua bột đá mất bao nhiêu tiền. Nếu mà mua bột đá thì chú tính là mỗi gia đình là phải mua bao nhiêu khố thì mới đủ hả chú? Gia đình thì 20 khố đủ. 20 khố á? Thì một khố là bao nhiêu tiền? Một khố 300 rưỡi. Một khố 300 rưỡi á? Vâng. Thì cũng rất là nhiều tiền nhỉ. Thế là bà con tự bỏ tiền túi ra mua à? Bỏ tiền túi ra mua thôi. Nói tiền túi không có cứ phải đi ấm cẩu với lại rể về mua. Không có cũng phải đi ứng ở bạn bè và ứng ở anh cậu về mua. Vâng. Tại vì là con đường là quan trọng nhất ấy, nên là không có tiền trong túi cũng phải đi vay đi mượn về để làm được. Đúng rồi. Sau này nếu mà hoàn thành con đường rồi thì sẽ đi là thuê về để trả nhờ. Đúng rồi. Vả lắm. Vâng. Phía dưới này là hai thím đang đập đá. Còn anh em thì đi lập đá và chở đá ở trên xuống dưới này cho hai thí làm. Thì ở đây cũng rất là rộng rồi, với lại các cháu học sinh cũng học ở đây ấy, thì ở đây thì cũng không tối bao nhiêu xi măng và bột đá đâu chú ạ. Nên là sẽ làm luôn một cái sân ở đây để các cháu sẽ được chơi. Sân tầm bên kia xuống. Vâng. Cho nó rộng. Vâng. Nó rộng cho nó các cháu ở đây thì nó không vớ vả. Vâng. Vậy là con đường thì sẽ đổ đến đây thôi nhỉ? Đúng là đây. Nếu mà ai muốn đổ vào nhà ấy thì sẽ làm nhỉ? Vâng, vâng, vâng. Vâng. Thì cũng rất là ok rồi. Thì chú cháu mình sẽ tính là đi mua xe rùa với lại mua thân xác và mua xi măng nhỉ? Vâng, vâng. Giờ này cũng muộn rồi, mua về để tí nữa sẽ được làm. Vâng. Vâng. Thì là chú cháu mình đi. Nhưng mà chú có bà lái xe không? Có. Có á? Có thể lái xe đấy để chú cháu mình đi mua nhá. Chú trả đi về nhà lái xe đến để hai chú cháu mình sẽ đi mua xi măng, bột đá và mua lá ép, thân xác về để chiều thì sẽ được làm. Nhưng mà cái cầu này thì chú trả bảo là phải làm trước lúc mà chở xi măng với lại chở bột đá xuống dưới này để đổ dưới này lên trên thì dễ chở ấy. Tại vì là những cái chỗ này nếu mà không làm cái cầu trước thì chỗ này có đá rất là nhiều, nên là lúc chở thì cũng rất là khó lái xe. Sỏi thôi à chú trả? Cả sỏi cả cuốn.
cho là chú Tám biết lo. Đổ như thế này thì tí nữa xe phải về thế nào? Sao chú không bảo để anh lái xe dễ đổ xuống dưới này, tí nữa anh lái xe đi qua mà dễ. Nếu mà nó cứ đủ gần đây cứ phải bạt thế, cứ phải cào ra thế nào. Thảo tôi hỏi tao tôi xuất thao. Một xe cũng được nhiều quá nhỉ? Một xe phải cố. Chỗ này là phải cào xuống dưới này ấy, tí nữa xe đi lại thì mới đi được. Bây giờ xe mới không đi đâu. Một cứ đây hết. Cứ phê ra lòng, cứ cho lột rồi. Em cái đang đi về nhà để mang cuốc để đây để cào bột đá xuống dưới đường này. Chưa cào cái khó thế sao làm khó. Ta nhìn cái lệnh cái nhà cái cao thế hả? Chết lo vậy luôn thì tôi muốn chỉ cho mình đưa kia về có cái đề mà tiếp cho các lộ tiền kia là cái vong kia mà biết tao kia. Mình đi cảnh trại cũng thấy lo. Bên này chỉ mới cái mù gió nên mà mở tí tí à. Con đi chỉ cá chay à? Con đi mà mà chá sao? Lát con cháu mua. Mẹ nổ nếu tụi tôi lâu nếu mà tôi sống cho chứ đào sống cho người ha là thế lì anh nết đầu nên muốn đi cho cá vẫn cái lực công này. Ừ, ó tụi nhá thì là tiên trở. Sáng nay em nghỉ với lại chú Trả đi mua bột đá và mua xi măng và thân xác. Nhưng mà bột đá thì lúc này anh lái xe đã chở bột đá và sỏi đến đây rồi. Còn xi măng thì lúc này em mình gọi điện cho anh lái xe. Nhưng mà anh ấy bảo là xe hỏng rồi. Thì chắc là ngày hôm nay anh ấy sẽ không chở được đến. Chắc là ngày mai thì mới chở đến cho bà con làm. Nên là giờ này cũng đã muộn nữa rồi thì em mì cũng xin chia sẻ đến đây ạ. Một lần nữa thì em mì cũng rất là cảm ơn quý vị thân mến đã luôn luôn đồng hành cùng em mì. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo ạ.